Một ngày giữa tháng 7 năm 2003, trong phòng chứa đồ tại Viện Nghiên cứu Sinh hóa của nữ tiến sĩ Larissa, bất ngờ xuất hiện một chiếc thùng nhựa kỳ lạ. Không ai biết trong đó chứa gì, cũng không ai biết nó của ai. Sau vài ngày, nó tự dưng biến mất. Vài ngày tiếp theo, cảnh sát phát hiện chiếc thùng đó hiện đang nằm ở một nơi không xa viện nghiên cứu là bao. Nhưng giờ đây, nó đã nồng nặc một mùi khó ngửi. Và khi họ mở chiếc thùng ra, cảnh tượng bên trong đủ để ám ảnh cả đời phá án của họ. Một cái chân nổi lềnh bềnh phía trên vì chưa phân hủy hết, phía dưới chỉ còn là lắng cặn. Vậy ai có thể nghĩ ra chiêu phi tang ghê rợn và độc ác đó? Nạn nhân nằm trong đó rốt cuộc là ai? Hãy cùng chúng mình bước vào hành trình khám phá đầy ghê rợn của ngày hôm nay. Và như thường lệ, mình vẫn là Khánh Hà. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách để lại một like và một subscribe ở video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy cùng nhau đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Vụ án ngày hôm nay xảy ra tại thành phố Clovis, miền Trung California, gần dãy núi Nevada với dân số khoảng 95.000 người và thuộc quận Fresno. Nhân vật chính của chúng ta là Tim, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1958. Anh có một cuộc sống khá đơn giản. Lớn lên ở Illinois và tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Khoảng 22 tuổi, Tim chuyển đến Missouri và làm nhân viên cấp cứu tại một bệnh viện. Năm 1982, sau 2 năm làm việc, Tim gặp người vợ tương lai của mình là Larissa. Larissa sinh năm 1960, là người gốc Missouri và đang theo học cao học ngành hóa sinh tại Đại học Missouri. Cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng làm việc tại bệnh viện và nhanh chóng kết hôn sau vài tháng hẹn hò. Sau 7 năm chung sống, Larissa sinh được một cô con gái và hoàn thành chương trình học, trở thành một nhà nghiên cứu hóa sinh. Trong khi đó, Tim vẫn tiếp tục công việc cấp cứu y tế. Điều này đã đặt cơ sở cho sự phân công lao động trong gia đình họ sau này. Năm 1989, Larissa nhận được cơ hội làm việc hấp dẫn tại một phòng thí nghiệm nông nghiệp ở California và gia đình họ đã quyết định chuyển từ Missouri đến Fresno. Ban đầu, Tim cũng muốn theo đuổi sự nghiệp ở thành phố đầy cơ hội này. Tuy nhiên một năm sau, đứa con thứ hai của họ chào đời. Do mức lương của Larissa cao hơn Tim nhiều lần, nên Tim trở thành người chăm sóc chính cho các con. Tất nhiên, đây là quyết định của cả hai vợ chồng sau khi thảo luận. Trên thực tế, Tim rất thích chăm sóc con cái. Vì kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, nên anh đã từ bỏ kế hoạch làm việc và dành toàn bộ thời gian cho vợ và gia đình. Là trụ cột kinh tế chính, Larissa đã không phụ lòng cả gia đình. Chỉ sau 2 năm làm việc, cô đã giúp gia đình có cuộc sống sung túc và mua được một căn nhà rộng rãi ở một khu vực sầm uất trong thành phố. Tim rất tôn trọng vợ mình. Ở nhà, anh gọi Larissa với cái biệt danh vui vui là sếp. Bản thân anh cũng rất biết ơn những gì mà Larissa mang lại. Vì vậy, Tim luôn cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình, không để Larissa phải bận tâm đến những việc vặt trong cuộc sống. Ban đầu, cuộc sống vợ lo việc nước, chồng đảm việc nhà của họ khá là hài hòa. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, đặc biệt là sau khi Larissa thành lập một viện nghiên cứu sinh học, thì mối quan hệ vợ chồng của họ bắt đầu có sự thay đổi. Có lẽ thành công trong sự nghiệp đã khiến Larissa trở nên quá tự tin. Cô thường ra lệnh cho Tim làm việc với giọng điệu của một bà chủ, thậm chí là còn công khai mắng mỏ anh ấy. Mặc dù Tim cũng khá coi trọng thể diện, nhưng vì muốn giữ hòa khí trong gia đình, anh chưa bao giờ bày tỏ ra ngoài sự bất mãn trong lòng. Tuy nhiên, Tim càng nhẫn nhịn thì Larissa càng lấn lướt và xem thường anh hơn. Năm 2001, Larissa không còn ngủ chung phòng với Tim nữa. Và sự hiện diện của anh trong căn nhà càng bị xem nhẹ. Anh không còn giống một thành viên trong gia đình mà giống như một người giúp việc chăm sóc cả nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi đã như vậy, Tim vẫn không làm Larissa hài lòng. Vào khoảng tháng 2 năm 2002, Larissa đã đệ đơn ly hôn với lý do muốn trở lại cuộc sống độc thân và yêu cầu Tim từ bỏ quyền nuôi con trai út mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Mặc dù trước đó Tim thường tỏ ra nhún nhường trước Larissa, nhưng với yêu cầu này anh không thể đồng ý. Hai người đã có một cuộc cãi vã quyết liệt vì chuyện này. Trong tình huống đó, để giải tỏa sự bất mãn trong lòng,
Tim đã làm một việc duy nhất để vượt qua giới hạn trong suốt 20 năm hôn nhân. Anh đã lén lấy một số đồ dùng cá nhân và chuyển đi nơi khác khi Larissa không có nhà. Mặc dù Tim chỉ lấy đi những món đồ không có giá trị, nhưng hành động này đã khiến Larissa tức giận. Cô đã gọi điện cho Tim và mắng nhiếc anh một cách thậm tệ. Qua cuộc điện thoại đó, có thể thấy là Larissa thực sự tức giận. Nhưng điều này cũng khiến Tim càng quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình hơn. Giờ đây, anh không chỉ muốn giành quyền nuôi con trai út, mà còn muốn chia đôi tài sản hiện có. Để có tiền trang trải cho vụ kiện ly hôn sắp tới, Tim cũng quay trở lại làm việc tại một bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, cuộc sống của Tim sau khi rời khỏi nhà trở nên vô cùng khó khăn. Trong thời gian tiếp theo, Tim liên tiếp gặp phải những chuyện không may như bị trộm đột nhập, bị bệnh viện sa thải và bi kịch hơn nữa là mất mạng sau hơn một năm ly thân. Ngày 10 tháng 7 năm 2003 là một ngày thứ năm, Tim có một cuộc hẹn với bạn bè. Tuy nhiên, anh, một người luôn nổi tiếng là đúng giờ, đã không xuất hiện và cũng không trả lời điện thoại. Vì mối quan hệ giữa Tim và Larissa gần đây rất căng thẳng, bạn bè lập tức lo lắng cho sự an toàn của anh. Sáng hôm sau, người bạn này đã đến nhà Tim. Khi thấy cửa không khóa nhưng Tim không có ở nhà, người bạn này lập tức báo cảnh sát về sự mất tích của Tim. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xe của anh vẫn còn trong gara, điện thoại và ví tiền vẫn còn ở nhà. Tình huống này rõ ràng không phải là do Tim tạm thời ra ngoài có việc, mà giống như anh bị buộc phải rời khỏi nhà. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát đã tìm thấy một số manh mối. Họ tìm thấy một bao súng lục rỗng trên ghế sofa trong phòng khách và một khẩu súng đã lên đạn dưới đệm ghế sofa nơi đặt bao súng. Trong tình huống bình thường, không ai lại đặt một khẩu súng đã lên đạn ở nơi như vậy. Do đó, cảnh sát suy đoán rằng Tim có thể đã gặp nguy hiểm tại nhà trước khi mất tích, nên đã rút súng ra để tự vệ. Nhưng sau đó không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tim lại vội vàng giấu khẩu súng dưới đệm ghế sofa. Mặc dù chưa phán đoán ra tình hình lúc đó của Tim, nhưng cảnh sát cho rằng có thể vợ cũ của anh, Larissa, có liên quan tới chuyện này. Họ cũng tìm thấy dữ liệu điện thoại cho thấy Tim đã nhận được cuộc gọi từ Larissa vào rạng sáng cùng ngày trước khi mất tích. Và đó cũng là lần cuối cùng anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một máy ghi âm trong cặp tài liệu của Tim, ghi lại những lời lăng mạ và nguyền rủa Tim của Larissa. Những lời lẽ cay nghiệt này đủ để chứng minh Larissa rất căm ghét Tim, đồng thời khiến cảnh sát nghi ngờ cô có thể liên quan đến vụ mất tích này. Vì vậy, họ lập tức thẩm vấn Larissa. Trong giờ thẩm vấn đầu tiên, Larissa tỏ ra khá bình tĩnh. Cô nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại không đề cập đến vấn đề chính. Sau khi nghe những câu chuyện lan man rông dài này trong một thời gian dài, cảnh sát cuối cùng đã không thể nhịn được nữa và cắt ngang lời của Larissa. Sau đó họ đặt ra những câu hỏi quan trọng nhất. Tim có thể đã đi đâu? Hoặc ai có thể đã làm hại anh ta? Đối mặt với những câu hỏi này, Larissa đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô lắp bắp nói rằng mình đã lâu không liên lạc với chồng cũ và cũng không biết tình hình gần đây của anh. Cảnh sát biết rõ Larissa không trả lời thành thật vì điện thoại nhà của Tim cho thấy cả hai vừa mới nói chuyện vào rạng sáng hôm trước. Họ lập tức truy hỏi về việc này. Larissa giải thích rằng cuộc gọi đó không phải là cố ý mà là do cô vô tình chạm vào nút gọi khi đang ngủ trên ghế sofa. Cảnh sát cảm thấy khó tin về lời giải thích này, vì dù có vô tình tới đâu thì cũng không thể bấm chính xác số điện thoại của Tim. Hơn nữa, sự việc này lại xảy ra vào đúng ngày Tim mất tích. Vì vậy, với thái độ làm việc nghiêm túc, cảnh sát tiếp tục tra hỏi Larissa liệu cô có cài đặt số điện thoại của Tim vào danh sách gọi nhanh hay là không. Larissa nghe xong như bừng tỉnh và vội vàng nói rằng đúng là có chuyện đó. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra điện thoại, Larissa lại tỏ vẻ bất lực, nói rằng cô không mang theo điện thoại và không thể hợp tác kiểm tra ngay lúc này. Cảnh sát rõ ràng là không tin lời giải thích này, bởi vì Larissa là giám đốc một phòng thí nghiệm, công việc thì bận rộn, không thể nào ra ngoài mà lại không mang theo điện thoại như vậy. Vì vậy, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã đến bãi đỗ xe và kiểm tra xe của Larissa. Bằng cách gọi liên tục vào số điện thoại của Larissa, anh ta nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong xe. Hóa ra là Larissa đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp bị kiểm tra điện thoại nên giấu nó dưới ghế ngồi.
khi kế hoạch bị bại lộ, Larissa đành phải giả vờ như mình đã nhớ nhầm và miễn cưỡng giao nộp điện thoại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy số điện thoại của Tim trong danh sách gọi nhanh. Điều này chứng tỏ lời giải thích của Larissa về việc vô tình bấm gọi cho Tim là không đúng sự thật. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Larissa đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau, nhưng không thừa nhận đã chủ động liên lạc với Tim. Vì chưa có bằng chứng trực tiếp nên cảnh sát không thể làm gì hơn. Sau khi hết thời gian thẩm vấn theo quy định, họ đành phải để Larissa tự do ra về. Mặc dù cuộc thẩm vấn này không thu được nhiều manh mối, nhưng ít nhất là cảnh sát đã xác nhận được Larissa có động cơ gây án. Để tìm hiểu thêm những gì đã xảy ra giữa hai người trong thời gian ly thân, cảnh sát đã tiếp tục phỏng vấn bạn bè của Larissa và Tim. Chẳng mấy chốc, họ đã thu thập được một thông tin quan trọng. Theo một người bạn của Larissa, kể từ khi Tim từ chối các điều kiện ly hôn mà Larissa đưa ra, cô ta đã rất bất mãn với anh. Đặc biệt là việc Tim lén lấy một số đồ đạc trong nhà khi Larissa vắng mặt đã khiến cô cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức và nảy sinh ý định trả thù. Khoảng một năm trước khi vụ án xảy ra, Larissa đã sai một người đàn ông đột nhập vào nhà Tim. Mục đích của việc này một mặt là để lấy lại những thứ mà anh ta đã mang đi, mặt khác là để dạy cho Tim một bài học, cho anh ta biết rằng việc không tuân theo Larissa sẽ phải trả cái giá đắt. Sâu xa hơn, Larissa muốn khiến Tim ngừng chống đối và chấp nhận các điều kiện ly hôn của cô ta. Mặc dù người bạn này không biết rõ danh tính của người đàn ông đã giúp Larissa thực hiện vụ trộm, nhưng người này cho rằng rất có thể đó là James, nhân viên phòng thí nghiệm của Larissa. Bởi kể từ khi Tim chuyển đi, Larissa đã giao việc chăm sóc con cái cho James. Hơn nữa, James cũng là một trong số ít những người đàn ông luôn nghe lời Larissa. Lời khai của người bạn này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nếu James thực sự đã giúp Larissa thực hiện vụ trộm, thì rất có thể anh ta sẽ tiếp tục giúp cô ta phạm tội. Vì vậy, 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã đưa James về đồn để thẩm vấn. James tỏ ra rất thận trọng trong quá trình lấy lời khai. Anh ta thừa nhận biết về vụ trộm nhà Tim nhưng phủ nhận bản thân có liên quan. Trước tình huống này, cảnh sát đã sử dụng một biện pháp khác thường. Họ ám chỉ rằng đã tìm thấy bằng chứng sinh trắc học của người lạ tại nhà Tim, rồi giả vờ bình tĩnh rời khỏi phòng thẩm vấn. Cảnh sát vốn định dùng cách này để tạo áp lực tâm lý cho James, nhưng không ngờ anh ta lại làm một việc khá kỳ quặc trong khi cảnh sát vắng mặt. Vâng, quả thật là James đã chơi game trên điện thoại di động trong phòng thẩm vấn. Tuy nhiên, việc chơi game này dường như là đã giúp James suy nghĩ thông suốt một số điều. Khi cảnh sát quay lại phòng thẩm vấn, James đã nhanh chóng thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Mặc dù James đã kể lại chi tiết quá trình trộm cắp, nhưng cảnh sát không thực sự quan tâm đến điều đó. Họ chủ yếu muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, lợi dụng cơ hội này để tìm ra sự thật về việc biến mất của Tim. Tuy nhiên, lúc đó James dường như chưa sẵn sàng tâm lý. Khi được hỏi về sự mất tích của Tim, James tỏ ra ấp úng và cuối cùng không tiết lộ điều gì cả. Đến đây thì cảnh sát đã dự đoán rằng Tim có thể đã bị sát hại. Nhưng do có quá ít manh mối, vụ án khó có thể có bước đột phá. May mắn thay, tình trạng bế tắc này không kéo dài quá lâu. Leslie, một nhân viên của Larissa, đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Theo lời kể của Leslie, kể từ khi Tim mất tích, trong phòng chứa đồ của phòng thí nghiệm của họ đã xuất hiện một thùng nhựa màu xanh khổng lồ. Ban đầu, đây không phải là điều gì kỳ lạ. Nhưng vào ngày 12 tháng 7, tức là ngày thứ hai cảnh sát vào cuộc điều tra, Larissa đã sử dụng giấy tờ của Leslie để thuê một kho chứa đồ và một chiếc xe tải. Sau đó, chiếc thùng nhựa trong phòng chứa đồ đã biến mất một cách bí ẩn. Ban đầu, Leslie không nghi ngờ gì. Nhưng những lời nhắc nhở liên tục của Larissa trong vài ngày gần đây về việc không được tiết lộ chuyện này cho ai đã khiến Leslie chú ý. Mặc dù không biết bên trong thùng nhựa đó có chứa cái gì, nhưng Leslie cho rằng Larissa làm vậy có thể là để trốn tránh điều tra. Vì vậy, để tránh bị liên lụy, Leslie đã báo cáo sự việc này cho cảnh sát. Sau khi biết được thông tin này, cảnh sát lập tức đến kho chứa đồ mà Leslie đã nói. Quả nhiên là có một thùng nhựa màu xanh ở bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh sát vẫn vô cùng sốc khi nhìn thấy những gì bên trong thùng nhựa. Bên trong chứa đầy dung dịch axit, trên cùng là một đôi chân người.
Dưới đáy còn có một số cặn lắng và phần còn lại của chân chưa bị phân hủy hoàn toàn. Từ tình trạng lúc đó có thể thấy nạn nhân đã bị đưa vào thùng trong tư thế đầu lộn ngược xuống đáy, khiến phần trên cơ thể bị dung dịch phân hủy trước, trong khi phần dưới cơ thể vẫn còn một phần do chưa ngấm hết dung dịch. Sau đó, pháp y đã nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân là Tim, người đã mất tích 5 ngày trước đó thông qua so sánh DNA. Với bằng chứng quan trọng này, cảnh sát lập tức lên đường chuẩn bị bắt giữ hung thủ Larissa. Tuy nhiên lúc này, Larissa đã biến mất. Nhà cô ta không có ai, bạn bè cũng không biết là cô ta đi đâu. Để làm rõ liệu Larissa có bỏ trốn hay không, cảnh sát đã tìm đến James, nhân viên kiêm người giúp việc thân cận nhất của Larissa. Lần này thì James rất hợp tác, không chỉ tiết lộ với cảnh sát rằng Larissa hiện đang ở Florida mà còn đồng ý giúp cảnh sát liên lạc với cô ta. Thấy thái độ của James thay đổi rõ rệt so với trước đó, cảnh sát đã nhân cơ hội hỏi lại vụ mất tích của Tim. Ban đầu, James vẫn khăng khăng giữ nguyên lời khai, cho tới khi cảnh sát kể lại bằng chứng họ có được và chiếc thùng nhựa đã được tìm thấy. Lúc này thì James đã thừa nhận có tham gia vào vụ án kinh hoàng đó. Theo lời khai của James, Larissa đã có ác cảm với Tim từ lâu. Hai người mâu thuẫn về quyền nuôi con và vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn. Vì vậy, sau khi kế hoạch trộm cắp lần đầu không làm Tim sợ hãi, Larissa đã nảy sinh ý định trả thù tiếp. Khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm 2003, hai người mang theo dụng cụ gây án đến nhà Tim. Ban đầu, họ định gõ cửa để đột nhập vào nhà, nhưng Tim rất cảnh giác. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, anh ta không mở cửa ngay mà cầm súng ra quan sát. Tuy nhiên, khi thấy người gõ cửa là Larissa, Tim không quan tâm và quay trở lại phòng. Vì trời đã khuya, Larissa không muốn làm ồn để tránh gây sự chú ý của hàng xóm, nên đã gọi điện cho Tim, giả vờ như con trai bị ốm và cần sự giúp đỡ của anh ta. Mặc dù không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Larissa nữa, nhưng với tư cách là một người cha, Tim không thể bỏ mặc con trai bị ốm. Vì vậy, anh đã mở cửa cho Larissa vào nhà. Đúng lúc đó, James đang nấp ngoài cửa, bất ngờ xông vào. Sau khi khống chế Tim bằng súng điện, Larissa nhanh chóng làm Tim bất tỉnh bằng một loại thuốc nào đó. Theo lời khai của James, kế hoạch ban đầu của họ là lục soát nhà của Tim. Vì Larissa đã nói trước rằng mục đích của hành động này là để cướp tài sản và dạy cho Tim một bài học. Nhưng James khẳng định rằng anh ta đã bị Larissa lừa dối. Mục đích thực sự của Larissa là muốn Tim vĩnh viễn rời xa cõi đời này, chứ không phải là cướp bóc và trả thù như đã nói trước đó. Vì không dám làm trái ý Larissa và tay cũng đã nhúng chàm, James buộc phải tiếp tục làm theo sự sắp xếp của Larissa. Cả hai đã đưa Tim, lúc này đang bất tỉnh, vào thùng nhựa và mang đến nhà của Larissa. Ban đầu, Larissa định phi tang tại nhà, nhưng sau khi đổ một ít dung dịch axit vào thùng, cô ta cảm thấy nó phát ra mùi quá nồng nặc và sợ bị nghi ngờ nên đã nhờ James giúp chuyển thùng nhựa đó đến phòng thí nghiệm. Trong 2 ngày tiếp theo, Larissa tiếp tục đổ thêm dung dịch axit vào thùng nhựa, hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy. Tuy nhiên, trước khi mọi thứ bị ăn mòn hoàn toàn, Larissa đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Do Larissa đã để lộ quá nhiều sơ hở trong quá trình thẩm vấn, cô ta rất lo lắng cảnh sát sẽ khám xét phòng thí nghiệm của mình. Vì vậy, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Larissa đã lập tức liên lạc với James, yêu cầu anh ta giúp chuyển chiếc thùng nhựa đến nơi khác. Lúc này, James đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta không muốn tiếp tục dính líu vào vụ án và đã kiên quyết từ chối Larissa. Vì không tìm được ai giúp đỡ và thùng nhựa đã chứa đầy dung dịch axit, một mình khó có thể tự di chuyển được. Larissa đã dùng giấy tờ của Leslie để thuê một chiếc xe tải có thiết bị nâng hạ, sau đó tự mình chuyển chiếc thùng nhựa đến kho chứa đồ. Khi kể lại quá trình phạm tội, James đã cố gắng chối bỏ mọi tội lỗi của mình, khẳng định rằng anh ta đã bị Larissa lừa dối và đe dọa nên mới buộc phải tham gia vào vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát không tin những lời này vì James đã nhận được tiền trong cả 2 lần phạm tội. Do đó, cảnh sát đã lập tức bắt giữ James. 2 ngày sau khi James bị bắt, vào ngày 16 tháng 7 năm 2003, Larissa, kẻ chủ mưu, đã bị bắt tại sân bay ở Missouri. Mặc dù Larissa liên tục phủ nhận tội ác, nhưng cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng, bao gồm cả lời khai của nhân chứng và hóa đơn mua dung dịch axit cùng thùng nhựa của Larissa.
Những bằng chứng này đã đủ để cảnh sát đưa Larissa ra tòa. Gần 3 năm sau, vào tháng 11 năm 2006, vụ án được đưa ra xét xử. Trong lời khai của mình trước tòa, James thừa nhận đã được Larissa trả 2.000 đô la để giúp cô ta trừ khử người chồng cũ. Hắn cũng phủ nhận việc ra tay với Tim mà chỉ nhận đã chở Larissa tới nhà Tim mà thôi. James còn kể lại một chi tiết gây sốc là sau khi Tim bất tỉnh, Larissa đã cho Tim vào thùng và đổ hơn 9 lít axit vào thẳng người chồng cũ. Nghe xong những lời từ James Falcone, thẩm phán đã vô cùng bức xúc, đặt câu hỏi. 2.000 đô để đổi lấy mạng sống của một con người, điều ấy có quá nhẫn tâm hay không? Cả phòng xử án im lặng, còn James thì ngậm ngùi nói, tôi không biết 2.000 đô này lại gây hậu quả lớn như vậy. Cuối cùng, cả kẻ chủ mưu Larissa và đồng phạm James đều bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội sát hại Tim cấp độ 1. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự dã man đến tán tận lương tâm của người vợ mang cái mác tiến sĩ hóa sinh này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn xuống phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu đã lắng nghe tới đây, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách để lại một like và subscribe cho kênh Kỳ Án Có Thật để cập nhật những thông tin về những vụ án kinh điển khác. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.